Con Diana này lên đồ không cần tôi đánh nữa. Đấy là những gì mà Riot Games nói trong bản cập nhật. Tôi sẽ lên theo kiểu xuyên khám phép các thứ. Ui nhìn tôi đánh lúc đầu nhanh phết. Nhưng mà mấy ông trong Riot có biết chơi game đâu anh. Nhìn mấy con tướng mấy ổng tạo ra xem. Không anh em biết không, có cái ổng gì á. Ổng chứ không mấy con tướng 200 năm mà do ổng tạo ra hết à. Kasante rồi con gì xong rồi thêm con Scanner nữa. Cái ổng gì á. Bữa Khánh xem thấy. Chung là mỗi ổng thì sẽ có một cái khuôn cái gu tạo tướng đi. Thì có ổng thì ổng sẽ thích những con tướng 200 năm kiểu vậy. Có khả năng mà nó đột biến nó làm quần què gì đó. Có những ổng thì ổng thích an toàn tạo ra những con tướng mà nó không có gì nổi bật cả. Nhưng mà nó cũng không có bị mất cân bằng. Wow, lý bày. Em xin ý kiến anh Khánh hai thầm cu trong đội có liên cô. Mọi người đợi thông tin đến từ ban tổ chức nha anh em ơi. Bây giờ là chỉ là chuyện tình nghi thôi chứ không có cái thông báo chính thức gì đâu. Chưa ai là có tội cả. Wow, lý bày. Ủa anh giờ ví dụ cả 32 thằng kia nó dính thì giải có đánh tiếp nổi cô anh vớt đâu kịp tiền thủ về. Cái đấy Khánh không biết nhá. Cái đấy thì anh em phải đợi ban tổ chức thôi anh em ơi. Khánh thì tất cả vẫn cứ là đợi thông tin đến từ ban tổ chức anh em ơi. Lên bắn nó cái. Wow, lý bày. Ai sợ? Cẩn quý nhá. Nhầm sang anh Khánh. Sorry anh hỏi câu nhạy cảm quá. Ui không sao đâu, không sao đâu em ơi, thoải mái thôi. Hay quá làm kèn này. Ai sợ bạn hiền. Cứ đẩy nó nhanh các bạn nhá. Bạn đẩy lâu lắm. Anh em like cho anh Khánh vui lên nào. Mãi mãi yêu hai người đã rescan 5.000 đồng. Anh em xem vui vẻ, đừng mang wow, lý bày. Oh my gosh. Sao không lên xong kiếm tay ương à? Sao kiếm tay ương à? Sao kiếm tay ương ok không? Khánh chắc là lên theo kiểu không đánh thường nhiều anh em ơi. Tức là đánh thường thì vẫn có đam nội tại mình vẫn ok thôi nhưng mà mình sẽ lên theo kiểu mà quan trọng nhất là mình rờ được nhá. 5.000 đồng. Anh thấy tầm quan trọng của Solari chưa? Anh cảm ơn có Duy nhá. Cho team đến kịp rồi. Tốt là phải hả? Report anh em ví dụ như là có những cái văn hóa phẩm đồi trị các thứ đâu mình report đông văn hóa Optimus cũng bị report. Thì mình muốn đánh cái sao ấy? Duy đã rescan 5.000 đồng. Ủa mà mắc gì anh so sánh văn hóa C7N với văn hóa đối trị vậy? Không, ý là không phải là so sánh, chỉ là đang nói thôi. Văn hóa C7N là lên Solari đúng không? Lừa người ta đúng không? Chuối kìa anh em ơi, chuối kìa. Ấy, lấy ra luôn, ừ, giữ máu đấy. Bà nội chứ. Con nuốt. Ezio vừa ra, mình có tầm 10 giây để mình đánh ở đây. Wow, lý bày. Quý đồ em ơi. Khi solo bẩn thì e vẫn luôn sẵn sàng đây. Cảm ơn tiếp kit nhá. Giải tầm ti AC 10 giờ sáng hoặc sau 11 giờ đêm DC hôm giờ đó quán em miss đóng cửa. Anh Mon đã rescan. Cảm ơn anh Mon nhá, thank you anh Mon. Vậy giờ dừng trên team luôn hay sao à anh? Tại thì vẫn tự luyện tập anh em ạ. Anh biết vô số. Vũ Hoàng đã rescan. Ở đấy bình thường mà. Khánh cảm ơn Will, cảm ơn Lâm, cảm ơn Vũ Hoàng, cảm ơn anh ạ. Vâng mọi người nhá. Tí lên 10 số em cũng lên đấy mà anh ơi. Tính em mà lúc nào mà lên 10 số em cũng lên hết á. Ăn thua ăn thắng thì cũng lên hết á. Cái đấy là bản tính của mình rồi. Cái chất ngông ha, cái chất ngông ha. Cái chất nghệ sĩ chảy trong máu anh em ơi. Nếu mà đã xác định không lên mê dai thì từ đầu lên xong với thác ám làm gì. Đấy là cái chất của em ha. Học được thì học, không học được thì đừng cố nha anh em ơi. Tại vì không phải ai cũng làm được á. Itana đang làm tốt nhiệm vụ phá trụ của mình. Eden không có tầm nhìn. Làm tí không, bên kia một súng bắt trên nào một cái là đi luôn. Không kịp rồi.
Hoàng Tú đã rescan 5.000 đồng. Cảm ơn Hoàng Tú nhá, thank you Hoàng Tú nhá. Cười là do anh Khánh tấu hài hay hôm nay em... Ồ, Lý Bảy. Đêm nay A Khánh có thể off xin ngủ sớm ở mặt vườn. Thằng này bị chết rồi đây này. Phải đép rồi nè. Đó, 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 nó đép, đép kiểu đấy đó. Sao Khánh không ping nó lui nhỉ? Thằng nào có TP anh em, đợi xí cũng được. Bình tĩnh nhá, bình tĩnh thôi. Ui da, ừ mất rồi, mất rồi, mất rồi, từ. Phúc Trần đã rescan 5.000 đồng, hết lên 25 cách 100 tay nhà anh Khánh mũi mũ. Cảm ơn nữ Trần nhá, ui da. Thấy bị mắc cay con Janna, thẻ cay Janna với đấy. Thằng năm về nha. Duy đã rescan 5.000 đồng. Khánh cảm ơn Duy nhá. Ô. 49k super chat. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Khánh xin lỗi bạn nào vừa donate ở trên YouTube 249k nhá. Khánh cảm ơn bạn nhiều. Ui à, Khánh xin lỗi bạn nhá. Mãi mãi yêu hai người đã rescan. Khánh cảm ơn mãi mãi yêu hai người nhá. Thank you bạn. Tình tình A Khánh đẹp trai, kỹ năng dấu lớn tên A7, Diana lên Solari gánh team vẫn được ký ấn ký 1. Này nè. Hoàng Tú đã rescan 5.000 đồng, khẩu nghiệp. Tập kết ơi. Ok, mày lắm rồi đấy. Bao nhiêu vơ, hắn có chỗ này. People đã rescan 5.000 đồng. Anh là một người nghệ sĩ tài hoa và ôi á, sao Khánh ấn nè rồi? Rất tốt. Khân, ô Khánh ấn F1 mà sao ấn nè nhở? Anh đâu có nè đâu, thề với anh em luôn, Khánh ấn F1, F2, F3 nè. Tự e, nãy Khánh bị một lần á, nãy Khánh đi rừng Khánh bị một lần, Khánh thấy lạ lạ. Duy đã rescan. Anh cảm ơn Duy nhá, thank you Duy. Chỉ chịu khó đầu nước lại thế thì ảnh thấy thì thôi nha. Ảnh tuổi và mất tâm. Nữa, cái thế nào mà sao thơm cho Khánh quá nhỉ anh em. Nè, BWR vô tao Evo. Pha này mày mít, mày không rờ tao. Mày đi. Đo cát đã rescan 5.000 đồng. Ảnh khinh mấy người. Cảm ơn Đo cát nhá. Super chat của YouTube tại bên đó lấy phần trăm nhiều hơn. Bị con Janna nó chơi cho mình không ấy được. Ui cảm ơn Dương Huy được đấy, 900.000, 499.000 ở super chat nhá.